Xin chào tất cả mọi người ạ, em là cảnh hàng bãi Nhật ạ. Hôm nay em có lên thêm được một số mẫu đồ nghề Nhật bãi nữa. Hôm nay thì em có lên một số cái ly và chén ăn cơm gốm Nhật. Và hôm nay thì em có một số cái mẫu đá điêu khắc nha bác. Và đá phong thủy, bình bông, rồi mũ katana trưng bày. Và một số cái mẫu đồ đồng như là cặp nai này, rồi bình bông, rồi lư hương và có thêm một cặp rồng bằng đồng và một cặp hạc đồ thờ bằng đồng ạ. Và hôm nay thì em có lấy được hai cặp sừng trâu bằng sừng trâu có khắc hình rồng nha các bác và có cặp katana trưng bày. Và hôm nay có thêm một số cái mẫu đồ nghề như là bơm xe rồi kéo cắt hàng rào, kìm cộng lực và một số mẫu búa, kìm, cờ lê, mỏ lết, rìu rìu Nhật, rìu Mỹ và một số cái mẫu dao bếp Nhật bãi ạ. Mã đầu tiên hôm nay là mã H1 là một cái bộ gồm có 6 cái bào rau củ quả nha bác, bào vỏ rau củ quả đây, nó đều là hàng của Nhật hết, lưỡi còn rất là sắc bén. Đây, cái số 1 này, cái số 2 đây, cái số 2 cũng có chữ này các bác. Đến cái số 3 có chữ Made in Japan này. Cái số 4 của Hello Kitty này. Lưỡi còn rất là bén. Mấy cái bào của Nhật thì xài lưỡi nó bén rất là bền luôn các bác. Cái số 5 cũng của Sun Grab Made in Japan. Cái số 6 là cái lớn. Đây cũng có logo này các bác. Logo cũng của Nhật. Cái số 6 cái lớn. H1 bộ 6 chiếc này gồm là 120 ngàn ạ. Thì mà số tiếp theo H2 ạ. H2 nó là một cái bộ kéo gồm 5 chiếc kéo ạ. 5 chiếc kéo này thì nó giống như là kéo tỉa nhau á, kéo tỉa. Gồm 5 chiếc. Chiều dài thì nó là khoảng 17 đến 18 cm ạ, 5 chiếc. Và có thêm một con dao. Con dao này giống như là dao mổ các bác, dao mổ trong y tế á. 5 chiếc. Đấy, chiếc số 1 thì cũng có chữ này các bác. Đến chiếc số 2, số 2 thì cũng có chữ đấy, có chữ, nó có rỉ một tí nhá bác, rỉ một tí này. Nên cái số 3 cũng có chữ này. Cái số 4 cũng có chữ Nhật này. Cái số 5 thì cũng có logo có chữ này. Đó, 5 chiếc và một cái con dao mổ trong y tế. Bộ kéo này thì mã H2 có giá 200, H2. 5 chiếc với một dao là 200. Mã số tiếp theo H3. H3 là một cái bộ kéo cắt tóc, nó gồm một cây kéo cắt tóc, một cây tỉa và một cái cây dao cạo ạ, dao cạo râu. Cây kéo cắt thì nó sẽ dài được là 17 cm, có chữ Japan này các bác. Đến cây dao cạo ạ, dao cạo thì các bác năm lưỡi lam mà các bác cạo râu nhá. Rồi đến cây kéo tỉa thì nó sẽ dài là được khoảng 15.5 cm. Bộ 3 cây mã H3 này 150 ngàn. Cái mã số tiếp theo H4 ạ. H4 nó là một cái gạt tàn thuốc lá bằng đồng mà mạ si bạc nha bác, mạ si bạc. Chiều dài là được 14, chiều ngang là rộng là 10 cm. Cái lòng nó sâu là được 1.5 nha bác, 1.5. Đây, ở trên bề mặt thì có hoa văn họa tiết hình những cái bông hoa này. Một bên thì có chữ là Saipan. Nó bằng đồng nha bác. Đây nó mạ si bạc bên ngoài. Bên trong là bằng đồng ạ. Mã H4 120 ạ. Mã số tiếp theo H5 ạ. H5 là một cái đèn pin của hãng Tajima nha bác. Đèn pin này là độ sáng nó là 250 lumen nhé. 250 lumen. Đèn pin đội đầu. Nó sử dụng pin là pin nó dùng 4 cục pin tiểu. Dùng 4 cục pin tiểu ạ. Đây đèn này, còn mới nguyên trong hộp nha bác. Mới nguyên trong hộp ạ. Người ta cho kèm là một cái dây cao su, dây cao su trắng để các bác làm dây để đeo đội đầu. Và về cái đèn thì nó sẽ có một cái hộp đựng pin này. Hộp đựng pin này thì hộp này thì nó sẽ đựng là 4 cục pin nha bác, xài 4 cục pin đấy. Khi hết pin các bác mua pin ở tiệm tạp hóa lắp vào là xài thôi. Gồm 4 cục pin đây ạ. Đèn rất là sáng ạ, nó có 3 chế độ sáng. Chế độ là đầu tiên là sáng vừa này, sáng vừa. Chế độ thứ hai là sáng rõ hơn này, chế độ thứ ba là sáng rõ nhất ạ.
3 chế độ sáng. Nó còn mới nguyên trong hộp, chưa qua sử dụng. Đèn pin này thì độ chiếu xa của nó sẽ xa là 96m nha bác, 96m. 96m 250 lumen. Cái mã này thì nó là mã đèn pin số H5 thì sẽ có giá là 300 ngàn. H5 thì 300 ạ, H5 300 ngàn. Mã số tiếp theo H6 á. H6 nó là một cái cây lược trải đầu bằng đồng. Cây lược này thì nó dài là 18.5 cm, làm bằng đồng nhá. Nó dài tầm 2 ly ạ. Tầm 2 ly, cán có một bên có dập chìm hình con rồng, một bên còn lại dập chìm hình con chim phượng ạ. Cái cây này thì các bác mua về trải đầu hoặc là bỏ trong túi đựng đồ trang điểm hoặc là hộp đựng đồ trang điểm rất là đẹp luôn ạ. H6 nó là 200 ạ, H6 200. Mã số tiếp theo H7 ạ. H7 là một cái chiếc khui bia bằng đồng ạ, có hình con rồng. Chiếc khui bia này nó dài là được 9.5 cm và nó có một cái lỗ để làm móc khóa được ạ, lỗ làm móc khóa hình con rồng khui bia bằng đồng. Mã H7 cái khui bia này thì có giá 150.000 ạ, 150.000. Các bác có thể dùng làm móc khóa được, đây nó có một cái lỗ tròn ạ. H7 150.000. H8 ạ. H8 là một cái chiếc tẩu hút thuốc bằng đồng. Chiếc tẩu này thì nó có chiều dài là khoảng 10.5 cm. Ở cái phần đầu tẩu thì có họa tiết là hình giống như cái hình con hổ á, hình con hổ. Đây cái lỗ để bỏ thuốc ạ. Các bác có thể dùng để hút thuốc lá cũng được ạ. Các bác có thể cắm điếu thuốc lá vào hút thuốc lá cũng được. Mà hoặc hút thuốc nào ạ. Mã H8 thì có giá 250.000. Mã số tiếp theo H9 ạ. Nó là một cái Zippo bằng đồng ạ. Zippo vỏ bằng đồng. Zippo này thì ở trên bề mặt chiếc Zippo thì nó có một cái logo, nó là hình địa cầu này. Và bên trên hình địa cầu thì có hình một con đại bàng. Ở bên hông hình địa cầu thì có hình chiếc mỏ leo nhá bác. Đây, ở dưới đáy Zippo thì người ta có mã số này. Zippo là A8 Made in USA. Đó. Còn chưa qua sử dụng nhá bác. Cái bug của nó thì nó còn nguyên, mới nguyên, chưa có xài. Đây. Đá đánh lửa rất là tốt nhá bác. Đó. Mặt trong này, mặt trong cũng có dập logo, dập chữ này. Đó, hai mặt luôn ạ, dập hai mặt. Đó, cái bông thấm xăng cũng còn mới ạ. Bông thấm xăng, thấm dầu cũng còn mới. Cái mã Zippo này nó là mã H9. Thì có giá là 400 ngàn. Cái này để ngoài bãi nên bề mặt thì nó sẽ có một số vết xước ni ti như thế này nha bác. Này, nói chung là hàng để ngoài bãi nó bị va quẹt, nó sẽ xước ni ti. Nhưng mà chưa qua sử dụng đâu ạ. H9 400. Cái mã số tiếp theo H10 ạ. H10 là một cái bình tông đựng nước của Mỹ nha bác. Bình này thì nó sẽ có chiều cao là được 21 cm. Bề ngang chiếc bình là rộng là 12 cm. Bình tông đựng nước của Mỹ làm bằng nhựa cứng. Nó sản xuất là năm 1964. Đây. Ở dưới đáy bình thì có chữ US 1964. Thể tích của bình là được 1 lít. Thể tích của bình được 1 lít. Các bác có thể dùng đựng nước hoặc là đựng rượu đều được ạ. Các bác có thể mua về trưng bày, sưu tầm hoặc là mua về sử dụng cũng được luôn. H10 320. Mã số tiếp theo H11 ạ. Nó là một cái chiếc nồi tráng men của Nhật. Chiếc nồi này thì cái nắp vung làm bằng kính cường lực trong suốt ạ. Kính cường lực trong suốt. Và về chiếc nồi thì nồi sẽ có đường kính miệng 24 cm, lòng nồi sẽ sâu là được 7 cm ạ, 7 cm. Nồi còn khá là đẹp nha bác, lớp men còn nguyên luôn. Ở trên vành miệng thì nó có bị chảy một vết nha bác, đây nó chảy. Cái này thì cái nồi nhìn chung thì còn đẹp, không có bị chóc men, nhưng mà nó chỉ bị chảy ở cái góc cạnh ở trên miệng nồi một vết đấy ạ. Cái này chắc là do nó va quẹt hoặc là do nó bị mài trà vào cái vật khác nên nó chảy thôi ạ. Đó, còn cái này, dưới lòng nồi thì nước men còn nguyên ạ. Mà nồi gần như chưa qua sử dụng nên nó còn sáng đẹp ạ. Sáng đẹp. Mã H11 chiếc nồi này thì có giá là 250.000. Mã số tiếp theo H12 ạ. Mã số tiếp theo mã H12. Nó là một cái bộ ly uống trà gồm 8 chiếc ạ. Bộ ly này là men nam nha bác. Men nam và có họa tiết hình cây trúc ạ. Chiều cao ly là được 6.5.
Đường kính miệng ly rộng là cũng khoảng 6.5 ạ, 6.5. Bộ ly gồm 8 chiếc, gồm 8 chiếc thì mã H12 thì có giá là 250.000, men lam và có họa tiết hình cây trúc ạ. Cây trúc H12 250.000. Mã số tiếp theo H13. Mã số tiếp theo H13. Nó là một cái bộ chén ăn cơm men lam. Men lam có hoa văn họa tiết hình chùm nho nhé bác, hình chùm nho ạ. Đó, hoa văn họa tiết vẽ kín bề mặt chén luôn ạ. Ở dưới đáy chén thì có chữ ạ. Và đường kính miệng của cái chén ăn cơm này là được 11.5. Chiều cao của chiếc chén là nó cao tầm khoảng 5.5 cm. Bộ chén ăn cơm này gồm có 5 chiếc nhé bác, 5 chiếc còn mới ạ. H13 220 ạ, 5 chiếc. Mã số tiếp theo H14. H13 220, H14. Nó là một cái bộ chén ăn cơm gồm 10 chiếc, chén ngũ sắc đen ạ. Đường kính miệng chén là 11.5 cm. Chiều cao chiếc chén là cao 5 cm. Đây nó ngũ sắc đen, có nước men chủ đạo là nước men màu đen. Ở dưới đáy thì có chữ, đáy chén thì có chữ vàng ạ, có chữ vàng. Và trên bề mặt chiếc chén thì có họa tiết là hình giống như là hình một chiếc khăn đấy ạ. Một chiếc khăn, rất là nhiều màu sắc sặc sỡ ạ. Bộ chén này H14 có giá là 450.000, gồm 10 chiếc ạ. Đến mã số tiếp theo H15 ạ. H15 là một cái set trà ngũ sắc ạ. Set trà ngũ sắc, vẽ hoa mẫu đơn ạ. Xét trà này thì nó là xét trà men gấm nha bác. Cái dòng men gấm này thì thường rất là hiếm và giá trị khá là cao. Xét trà này thì em sẽ có gồm có một chiếc ly ạ. Gồm một chiếc ly này. Một chiếc ly thì đường kính miệng ly là rộng 8 cm. Chiều cao chiếc ly là cao khoảng 5.5 cm ạ. 5.5 cm. Đây dưới đáy ly thì có mộc triện vuông xanh và chữ đen ạ. Đen. Xung quanh bề mặt thì có nước men là men gấm và có họa tiết hoa văn là hình những cái bông hoa mẫu đơn rất là đẹp. Đó. Một set này thì nó sẽ gồm là một ly và hai chiếc đĩa. Chiếc đĩa này thì đường kính là 11.5 cm ạ, cũng có triện vuông ở dưới đáy đĩa. Mã số H15, bộ này có giá là 400.000 ạ, một ly hai đĩa. Mã số tiếp theo H16 ạ. H16 nó là một cái bộ chén ăn cơm gốm pham lam nha bác, gốm pham lam, đồng thì cũng có đồng pham lam mà gốm cũng có gốm pham lam. Đây nó có vẽ hình lân rất là đẹp đúng không bác, hoa sen này và lân nữa. Bộ này thì gồm 5 chiếc có kích thước giống nhau nhưng mà họa tiết khác nhau nha bác. Đây nó có một chiếc màu vàng này, một chiếc màu xanh, con lân là lân màu đỏ này, cũng có họa tiết hình hoa khác nha bác, không phải hoa sen. Đến chiếc số 3 thì là cũng là một cái chiếc màu vàng đen thì cũng có hình con lân màu hồng và màu xanh, màu hồng và màu xanh ạ, màu vàng nữa này, có hình ba con lân. Cái vành miệng có mạ vàng ạ, vành miệng có mạ vàng, đáy chén có chữ này. Đến chiếc số 4 ạ. Chiếc số 4 là màu xanh ạ, màu xanh cũng có hình lân và hoa sen ạ, hình lân và hoa sen. Ở trong lòng chén cũng có hình lân nha bác, có hình lân luôn. Đến chiếc số 5 là chiếc màu đỏ cũng có hình lân và hoa sen. Đây, trong lòng chén cũng có hình con lân luôn. Đó, vành miệng có mạ vàng ạ, mới rất là đẹp. Bộ H6 này, 5 chiếc này có giá là 1 triệu ạ, 5 chiếc 1 triệu đồng. H6. Đến H16 ạ, H16 5 chiếc chén này 1 triệu đồng. Đến mã số tiếp theo H17 ạ. H17 nó là một cái cặp tô mạ vàng ạ. Chiếc tô sẽ có đường kính miệng là được 16. Chiều cao chiếc tô nó sẽ cao là khoảng 8 cm các bác, 8 cm. Đây rồi cái đế, cái chân đế của tô cũng mạ vàng này bác, mạ vàng này. Và vành miệng mạ vàng, lòng bên trong có mạ vàng ạ. Và trên bề mặt thì có họa tiết là hình giống như hình người châu Âu ạ, hình người châu Âu, công chúa, hình công chúa. Đó. Một cặp này gồm hai chiếc tô giống nhau nhé bác, hai chiếc tô giống nhau. Cái mã số H17 này có giá là 750.000, hai chiếc tô này ạ, H17 750.000.
Đến mã số tiếp theo là H18 ạ. Đến mã số tiếp theo mã H18. H18 là một cái bình bông bằng gốm Nhật, sứ Nhật ạ. Bình bông nó có chiều cao là được 21 cm các bác. Vành miệng là rộng là được 11 cm. Và cái vòng bụng thì nó rộng là 16 á. Vòng bụng rộng 16. Bình bông này thì có nước men màu xanh ngọc nha bác, xanh ngọc. Bên trong lòng thì là một nước men màu trắng sứ, bên ngoài là màu xanh ngọc. Bình bông này mã H18 thì có giá là 550.000. Còn lành nặng ạ. Em mã số tiếp theo H19 ạ. H19 cũng là một chiếc bình bông men rạng gốm Kutali ạ. Chiếc bình bông này nó sẽ cao được là 22 cm. Đường kính miệng bình là rộng là 13. Và cái bụng bình nó sẽ rộng là được khoảng 22 cm. Men rạng nha bác. Gốm Kutali ạ. Đây có chuyện chữ đỏ ở dưới đáy của bình. Đáy của bình. Và trên bề mặt bình thì có họa tiết hình một con chim công ạ. Và có hình hoa mẫu đơn rất là đẹp luôn các bác. Ở trên vành miệng có mạ vàng ạ. Bình này còn gần như mới luôn ạ. Không sứt mẻ gì hết ạ. Mã số H19 thì có giá là 800 ạ. 800.000. Đến mã số tiếp theo H20 ạ. H20 là một cái ấn rồng được làm bằng đá nha bác. Ấn rồng này nó sẽ cao là được 21 cm. Bề mặt ấn thì nó sẽ ngang là được 10.5. Rộng cũng là khoảng 10.5 luôn các bác. Rộng 10.5. Ấn rồng làm bằng đá được khắc tiện thủ công rất là đẹp luôn các bác. Đó. Ở trên là hình một con rồng và có đính mắt là hai mắt đỏ, hai mắt đỏ. Ấn còn rất là đẹp. Đây, xung quanh thì sẽ có hình là tứ linh nha bác, Long Ly Quy Phụng ạ. Long Ly Quy Phụng. Tứ linh, đây có hình con lân này, long lân, quy con rùa đấy ạ. Đó. Còn dưới đáy cái ấn thì có khắc tiện hình một cái chữ. Cái này thì em không biết chữ gì nhá. Rất là nặng luôn ạ. Cái ấn này thì là nó sẽ nặng lên tới 4.3 nha bác. 4.3 luôn. Viên đá này nặng. Cái ấn bằng đá này nặng 4.3. Mã H20 có giá là 1.500.000. Cái mã số tiếp theo H21 ạ. H21 nó là một cái giỏ hoa bằng đá nha bác. Được khắc tiện thủ công. Chiều cao chiếc giỏ hoa này nó cao là khoảng 33 cm. Bề ngang giỏ hoa là nó sẽ rộng là khoảng 26 cm. Chiếc giỏ hoa này thì được khắc tiện từ một cái phiến đá màu trắng. Thì trên phiến đá này thì nó sẽ có thêm những cái màu đá là như màu đá đỏ này. Đây nó có những cái chấm đỏ này các bác. Và một số cái chấm xanh và chấm đen. Đó. Giỏ hoa có hoa này và trái cây. Rất là nặng. Cái này thì nó nặng chắc được hơn 10 kg luôn đấy ạ. Hơn 10 kg. Mã H21 cái giỏ hoa bằng đá này thì có giá là 1.600.000. Các bác về để trưng ở bàn trà rất là đẹp luôn đấy ạ. Bằng đá. Đến mã số tiếp theo H22 ạ. H22 là một cái phiến đá phong thủy nha bác. Phiến đá này thì là đá tự nhiên mà được mài giũa rồi, được cắt gọt mài giũa thành hình tròn. Đường kính viên đá này thì nó là được 29 cm. Đá là đá xanh tự nhiên nha bác. Nên trên bề mặt nó có những cái gân này và màu sắc thì nó có nhiều màu khác nhau. Đó. Rất là đẹp, đá phong thủy các bác có thể mua về để trưng này. H22 thì có giá là 980.000. Cái này thì nó có luôn là cái đế làm bằng gỗ luôn nha bác. Đế làm bằng gỗ luôn ạ. Mã H22 980 ạ. Đến mã số tiếp theo H23. Mã số tiếp theo H23 là một cái lón samurai làm bằng gang. Chiếc nón này nó sẽ có chiều cao là được 34 cm. Bề ngang chiếc nón sẽ rộng là được 29 cm. Cái phần hai cái quai hai bên là làm bằng đồng nhá bác, làm bằng đồng. Còn về cái phần nón thì được làm bằng gang ạ. Đấy, cái quai này người ta làm bằng đồng thau ạ. Còn hai bên còn cái lón thì đều được làm bằng gang. Đó,
còn rất là đẹp nha bác, lớp xi còn nguyên luôn, không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Cái mã này thì H23 có giá là 1 triệu ạ, 1 triệu đồng. Đến mã số tiếp theo H24, nó là một cái chiếc đồng hồ, nó làm bằng đá composite nha bác, làm bằng đá composite ạ. Chiếc đồng hồ này thì nó có chiều cao là sẽ cao là được 28 cm, bề ngang chiếc đồng hồ là sẽ rộng là 23 cm. Đường kính mặt đồng hồ là sẽ rộng là 10 cm, đường kính mặt đồng hồ rộng 10 cm. Nó của hãng là Citizen nha bác, hãng rất là nổi tiếng. Số giờ là số giờ Nam Mã này, đồng hồ của Nhật ạ. Đồng hồ của Nhật, máy là máy của Nhật luôn nha bác. Đây, đây máy của Nhật, ở trên máy có chữ Japan luôn ạ. Nó xài cục pin tiểu đấy, các bác khi nào hết pin thì các bác mua pin thay thế và là sử dụng được thôi ạ. Cái mã số cái đồng hồ này thì nó có hình là một cô gái đang ngồi đọc sách trên một cái cầu nha bác, trên một cái cầu, và có hai con chim chích đang ở bên cạnh ạ, hai con chim chích đang ở bên cạnh, còn lành lặn nguyên. Đây nó có một vết xước, một hai vết xước nhỏ thôi, ở móng chân này có xước nhỏ chút này, còn ngoài ra còn lành lặn nguyên ạ, không sứt bể gì hết ạ. Mã H24 là 1 triệu 1 ạ, H24 1 triệu 1. Mã số tiếp theo H25 là một cái chiếc chuông bằng đồng. Chiếc chuông này là chuông cầm tay nha bác, cầm tay chuông lắc ạ, chuông lắc cầm tay. Chiều dài chiếc chuông là 19 cm, và đường kính miệng chiếc chuông này là rộng là 7.8 cm, làm bằng đồng nha bác. Đây H25 là 300 ạ. Mã số tiếp theo H26 nó là một cái chiếc sông trầm 12 con giáp bằng đồng. Chiếc sông trầm này cao là 13.5 cm. Ở trên vành bụng của chiếc sông trầm thì có họa tiết là hình 12 con giáp ạ. Từ tí mà tới hợi ạ, thì xỉu dần mạo đến hợi luôn ạ. Đó. Ở trên lắp sông trầm thì có hình một con nghê ạ, hình một con nghê. Đó, dưới bụng sông trầm thì có triện vuông và có chữ nổi bên trong ạ. Chiếc sông trầm này nó là mã H26 thì có giá là 480.000 480. Mã số tiếp theo H27 là một cái chiếc hũ trà, hũ đựng trà bằng đồng. Chiếc hũ này thì nó có chiều cao là được 13 cm và có hình là cửu long nha bác. Hũ trà cửu long gồm 9 con rồng ạ. Hoa tiết hoa văn là nổi á, và dưới đáy hũ trà cũng có một cái triện vuông có chữ nổi bên trong. Đó. Hũ trà này thì các bác có thể đựng được từ 150g đến 200g trà luôn ạ. Hũ trà size lớn rất là to luôn ạ. Chiều cao là 13. Còn cái bề ngang, cái vành bụng của cái hũ trà này nó rộng là khoảng 13 cm. Ở trên nắp trà cũng có hình, nắp hũ cũng có hình một con rồng nổi ạ. Con rồng nổi. H27 là 800.000. Mã số tiếp theo H28 ạ. H28 là một cái chiếc chuông bằng đồng. Chiếc chuông này có đế là hình một con nai nha bác, hình con nai. Còn cái móc treo chuông là nó có hình là đầu một con rồng, và cái chiếc chuông này đều được làm bằng đồng. Chuông thì có chữ đây đây, trên cái cổ con nai thì có chữ giống như chữ cổ này các bác, chữ cổ. Chiếc chuông sẽ cao là được 24 cm, và chiều ngang là được 20 cm, làm bằng đồng hết nha bác. Cái này thì nó giống như là kiểu đồng chôn ấy các bác. Đồng chôn là đồng chôn ở dưới đất nên nó bị oxy hóa nên nó có những cái hoa văn là màu xanh và nhiều màu khác nhau này các bác. Nhìn nó rất là cổ luôn, nhìn khá là cổ ạ. Mã H28 cái chiếc chuông đồng này có giá là 1 triệu 7 ạ, 1 triệu 700 ngàn. Chiếc chuông đồng hình con lai. Mã số tiếp theo H29 là một cái cặp lai bằng đồng, hàng trưng bày bằng đồng, gồm hai con lai, một con lai nằm. Con lai nằm thì nó sẽ có chiều cao là được 17.5 cm,
chiều ngang nó sẽ dài là được 13 cm là bằng đầu. Trên lưng con nai thì sẽ có cõng một cái chùm hồ lô nhé bác, chùm hồ lô ạ, chùm hồ lô. Đây, sừng rất là đẹp này các bác, sừng nở hoa rất là đẹp luôn, sừng lai nở hoa rất là đẹp, bằng đồng còn lành lặn. Rồi, và bên cạnh đó là một con nai bằng con nai đứng thì nó sẽ cao là được 22.5 cm ạ. Con nai này cũng còn đẹp nguyên ạ. Trên lưng thì cũng có đeo một cái chùm hồ lô ạ, chùm hồ lô. Đây, sừng cũng rất là đẹp này các bác. Trên sừng có nở hoa luôn ạ. Nở những cái bông hoa mạ vàng rất là đẹp. Cặp nai này nó là mã H29 thì sẽ có giá là 1.500.000 ạ, 1.500.000. Đến mã số tiếp theo là H30 ạ. H30 là một cái cặp sừng trâu. Cặp sừng trâu ạ. Cặp sừng trâu này thì được nghệ nhân khắc tiện rất là đẹp luôn. Cặp số 1 chiếc sừng trâu số 1 nó sẽ dài là được 65 cm nhé bác, dài 65 cm. Đó, người ta có gắn vào một cái đế gỗ, gắn đế gỗ và cũng có khắc tiện này, hình cây dừa, hình cây dừa. Trên chiếc sừng thì cũng có khắc tiện là hình cây dừa, giống như hình làng thôn quê các bác, có sông núi và có cây cối ạ, và có nhà cửa luôn ạ. Đó, khắc tiện hai bên ạ, hai bên. Đó, cái mã số hạng cái này thì các bác cũng có thể mua về để trưng bày trang trí ở bàn trà hoặc là những cái bàn làm việc rất là đẹp luôn ạ. H30 có giá là 1.1 triệu ạ. Đến mã số tiếp theo H31 ạ. H31 cũng một cái sừng trâu bằng sừng trâu ạ, được khắc tiện thủ công. Chiếc sừng, cặp sừng này thì nó sẽ dài là được 90 cm các bác, bề ngang dài 90 cm luôn, rất là dài. Và cặp sừng này thì cũng được gắn vào một cái đế gỗ, một cái đế gỗ mà nó có bọc da bên ngoài, hai bên nó quấn dây dù ạ, hai bên quấn dây dù. Còn hai bên của cặp sừng này thì có khắc thủ công hình hai con rồng ạ. Hai con rồng này là được nghệ nhân khắc thủ công ạ. Mắt có đính mắt đỏ rất là đẹp. Khắc thủ công quấn quanh cái sừng hai bên. Đây ạ. Rất là đẹp, còn lành lặn. Cái cặp sừng trâu này thì em thấy ở trên Facebook cũng có người bán, mà người ta bán tới giá là 2.500.000 luôn, 2.500.000, 3.300.000 mà sale thành 2.500.000. Cái mã H31 này thì có giá là 2.2 triệu, 2.2 triệu. Mã số tiếp theo H32. H32 thì là một cái cặp tanto hàng trưng bày ạ. Nó sẽ gồm hai cây tanto, một cây ngắn một cây dài, và có cái đế để treo tanto, nó làm bằng đế nhựa nha bác, đế nhựa. Tanto này là cặp size nhỏ, các bác có thể dùng để trang trí ở bàn trà rất là đẹp, bàn trà tiếp khách rất là đẹp. Cây tanto ngắn thì nó sẽ có chiều dài là được 39 cm ạ. Cái phần lưỡi nó sẽ dài là được 27 ạ, lưỡi dài 27. Đây. Khâu mạ đồng rất là đẹp, khâu chốt mạ đồng. Và lưỡi thì còn đẹp nguyên, không bị oxy hóa rỉ sét gì hết ạ. Trên lưỡi thì có hình một con rồng ạ, hình con rồng. Vỏ làm bằng vỏ gỗ sơn đen, và trên vỏ thì người ta có những cái đường chỉ sơn màu vàng rất là đẹp. Đây ạ, đường chỉ sơn màu vàng. Đó, cây số 1. Cây số 2 là cây size lớn hơn, dài hơn một chút ạ. Cây số 2 nó có kích thước là 45 cm ạ, 45 cm. Về cái phần lưỡi thì nó sẽ dài được là 31 cm. Cũng còn rất là đẹp nha bác. Khâu chốt được mạ đồng ạ, được mạ đồng. Còn lưỡi thì không bị oxy hóa rỉ sét gì hết. Trên lưỡi có hình một con rồng ạ. Đó, cán gỗ mạ xi đen và có những cái đường chỉ màu vàng, chỉ sơn màu vàng. Mã số H32, bộ này có giá là 2.2 triệu ạ, 2 cây ạ. Có giá 2.2 triệu. Đến mã số tiếp theo là H33. H33 nó là một một cái chiếc nư chữ nhật, hình chữ nhật ạ.
Trương Lư Hương hình chữ nhật. Trương Lư Hương này có chiều dài là được 17.5 cm, bề ngang Trương Lư Hương là được 6.8 á, và chiều cao Trương Lư Hương là nó sẽ cao là 6.5 á. Ở trên bề mặt Trương Lư Hương thì có hoa văn là hình hai con chim công ạ, hai chim hạc ạ, hai con chim hạc. Đó, Trương Lư Hương thì còn lành lặn đẹp. Và H33-108 á. Mã số tiếp theo H34 á, cũng một Trương Lư Hương bằng đồng. Đường kính miệng là rộng 8.3 cm, và chiều cao Trương Lư Hương này cao là 6.5 ạ, có 3 chân. Lư Hương trơn như bác, không có hoa văn họa tiết gì hết ạ. Màu vàng. Mã số H34-109 ạ. Mã số tiếp theo H35, cũng một chiếc Lư Hương trơn. Đường kính miệng là 9.5, và chiều cao Trương Lư Hương là cao 7 cm. Đó. Bề mặt thì còn đẹp, không chảy xước gì hết ạ. Không chảy xước gì. Mã số H35-250.000. Đến mã số tiếp theo H36 cũng một chiếc Lư Hương đồng. Đường kính miệng là rộng 8.3 cm, và chiều cao là cao được 6.5 cm, có 3 chân. Và trên bề mặt thì có hoa văn là hình một cái bông sen, hình bông sen, hoa văn được khắc chìm ạ, được nghệ nhân Nhật khắc thủ công, khắc chìm ạ. Lư Hương còn đẹp, không chảy xước gì ạ. Mã số H36-250.000. Mã số tiếp theo H37 ạ. Cũng một chiếc Lư Hương đồng. Đường kính miệng là được 9.5, và chiều cao Trương Lư Hương là cao 7 cm. Trương Lư Hương này cũng có hoa văn là hình một bông sen. Hoa văn được khắc tiện thủ công ạ, khắc tiện thủ công. Còn lành nặn, không chảy xước gì ạ. H37-320 ạ. Mã số tiếp theo H38. Cũng một chiếc Lư Hương nữa. Size lớn, size 10 cm, đường kính miệng 10 cm. Chiều cao thì sẽ cao là 7.5 cm. Trương Lư Hương này thì cũng còn đẹp, không chảy xước gì hết. Ở dưới đáy Lư Hương thì có một cái triện vuông chữ nổi ạ. Triện vuông chữ nổi. Mã số H38 có giá là 320. H39, nó là một cái cặp chân đèn cầy bằng đồng. Chiều cao cặp chân đèn này nó sẽ cao là được 17 cm. Hai chiếc giống nhau, có họa tiết hoa văn đây ạ. Có một chiếc có hoa văn nha bác, một chiếc có hoa văn hình bông sen, còn chiếc còn lại thì là chiếc trơn nhá bác, chiếc trơn ạ, chiếc còn lại là trơn. Mã H39 cặp này có giá là 350.000. Mã số tiếp theo là H40. H40 cũng là một cái cặp chân đèn cầy bằng đồng. Chiều cao là cao được 20 cm. Trên bề mặt cặp chân đèn cầy này thì có hoa văn là hình một con chim công hay là chim phượng nhá. Được khắc tiện thủ công ạ, khắc chìm nhá quá, khắc chìm. Đó. Cặp đèn cầy này cũng còn đẹp, H40 có giá là 400 ạ. Mã số tiếp theo H41 ạ. H41 là một cái cặp bình bông tứ quý bằng đồng. Cặp bình bông tứ quý ạ. Cặp bình bông nó sẽ có chiều cao là được 15 cm, và được vành bụng bề ngang bụng bình là rộng là khoảng 9 cm nha bác, 9 cm ạ, 9 cm. Trên bề mặt bình thì sẽ có hoa văn là hình bốn mùa, cây đào này, cây cúc rồi cây trúc. Cây này thì em không rõ. Ở trên cổ bình thì có hoa văn là hình cây sen ạ, cây sen, hoa văn họa tiết nổi. Có triện vuông, triện chìm, chữ nổi bên trong ạ. Mã H41 cặp bình bông này có giá là 850.000 ạ, 850.000. Mã số tiếp theo H42. Cũng một cái cặp bình bông bằng đồng. Cặp bình bông này thì là cặp bình bông long phụng nha bác. Long phụng gồm hai bình, một bình thì có hoa văn họa tiết hình con chim phụng, còn một bình thì có hoa văn họa tiết hình con rồng, hoa văn họa tiết nổi ạ. Và có chữ này các bác, có chữ nổi trên bề mặt bình. Chiều cao chiếc bình bông này nó sẽ cao được là 20 cm ạ. Và ở dưới đáy bình thì cũng có triện vuông chữ nổi ạ. Cặp bình bông này thì nó là mã H42 có giá là 1 triệu đồng ạ, 1 triệu đồng.
cặp bình bông Long Phụng H42. Mã số tiếp theo là H43. H43 là một cái bình rót đựng đồng. Chiếc bình này các bác có thể mua về để đựng rượu hoặc là đựng nước đều được ạ. Chiều cao chiếc bình là nó sẽ cao là 17.5 cm. Đường kính miệng bình là rộng 7 cm. Quay được làm bằng đồng. Và bình cũng làm bằng đồng rất là dày nha bác. Người ta làm đồng dày tầm 2 ly luôn ạ. Tầm 2 ly. Rất là dày cứng cáp. Không cấn móp gì hết ạ. Mã H43 là 450.000 ạ. Mã số tiếp theo H44 ạ. H44. Nó là một cái hũ đựng nhang. Hũ đựng nhang bằng đồng. Chiều dài hũ đựng nhang là dài 19 cm. Đường kính miệng rộng là được khoảng 6.5 ạ. 6.5. Chiếc hũ này thì người ta thiết kế theo hình đốt trúc, gồm 3 đốt trúc đấy ạ. Thiết kế khắc tiện theo hình đốt trúc. Ở dưới đáy hũ có một chữ nổi ạ, chuyện tròn chữ nổi. Đó, hũ người ta làm rất là dày đúng không? Người ta làm thành miệng dày tới 3 ly luôn. Dày 3 ly luôn ạ. Cái mã H44 có giá 650.000. Cái mã số tiếp theo H45. H45 là một cái cặp rồng bằng đồng ạ. Cặp rồng này thì nó sẽ có chiều cao là được 45 cm nha bác, 45 cm. Cặp rồng gồm 2 con rồng, nó rất là đẹp luôn các bác. Những cái hoa văn họa tiết vải rồng này được làm rất là tinh xảo này, tỉ mỉ luôn ạ. Đó. Cái này các bác mua về để tủ trưng rất là đẹp. Đó. Có hình 2 con rồng. Rồng này là rồng đứng nha bác, rồng đứng 2 con. Rồng đứng chứ không phải là dáng rồng nằm ạ. Dáng rồng đứng á. Cặp mã H45 này có giá là 2.2 triệu, 2.2 triệu 2 con. 2 con thì em đã kiểm tra kỹ rồi. Nó còn đẹp, không có bị cấn móp hoặc là sứt bể gì hết luôn ạ. Đẹp nguyên. Bề mặt thì có một lớp mạ màu rêu xanh ạ, màu rêu xanh. Mã số H45 có giá là 2.2 triệu một cặp ạ. Mã số tiếp theo H46 ạ. H46 là một cái cặp hạc đồng ạ. Cặp hạc này thì có hình là rùa cõng hạc nha bác, rùa cõng hạc. Chiều cao là cao được khoảng rùa cõng hạc ngậm hoa sen ạ, rùa cõng hạc ngậm hoa sen. Chiều cao nó cao được khoảng là 65 cm, cao 65 cm luôn ạ. Đó. Đây ạ, hạc, con hạc làm bằng đồng rất là đẹp. Cõng rùa cõng hạc ngậm hoa sen. Đây con rùa người ta làm rất là tinh xảo nha bác. Những cái hoa văn họa tiết khắc tỉa vảy rồi những cái họa tiết vảy rồi lông cánh người ta khắc tiện rất là đẹp luôn ạ. Đang ngậm một cái bông hoa sen. Một cặp này thì nó cao là 65 cm và cặp hạc thì có là trọng lượng là một con thì sẽ có trọng lượng 3,1 kg, hai con có trọng lượng tới 6 kg ạ. 6 kg 6 kg 1, tầm 6 kg 1, 6 kg 2 ạ. Cặp hạc mã số H46 này có giá là 3 triệu đồng nha bác. 3 triệu đồng, 6 kg. 6 kg 1. H46, 3 triệu. Mã số tiếp theo H47 ạ. H47 nó là một cái dao cắt giấy ạ. Dao cắt giấy. Bác nào làm photo thì hay xài loại dao cắt giấy này. Chiều dài nó sẽ dài là được 42 cm. Bề ngang cái bàn đặt giấy lên cắt là nó sẽ rộng là được 31 cm nha bác, 31 cm. Người ta có làm một cái quai sách bằng nhựa cứng đây, các bác có thể sử dụng để sách đi này. Và trên bề mặt cái bàn cắt giấy này thì người ta có chia khổ giấy ra là từ B6, A5 rồi A4, B5, B4 của hãng Lyon nha bác, của hãng Lyon. Hãng Lyon là hãng có logo hình con sư tử đấy, đây Lyon này. Ở trên cái lưỡi cắt thì người ta có dập chữ Japan ạ. Dập chữ Japan trên lưỡi cắt ạ. Đó, chữ Japan. Hàng nội địa Nhật. Dao thì còn sắc bén, làm bằng thép không gỉ. Mã số H47 này có giá là 550.000. Mã số tiếp theo H48 ạ. H48 nó sẽ là một cái bơm xe. Bơm xe của Nhật. Bơm xe này thì nó sẽ có là dạng bơm đứng, nó có chiều cao là được 60 cm. Cái đế của cái bơm là làm bằng thép hết nha bác, thép bình hơi rồi ống bơm làm bằng thép hết, tem mác còn nguyên.
Trên bề mặt thì lớp xi còn nguyên, nó sẽ bị một vết số vết chảy xước nhỏ trên cái bình hơi và trên cái ống bơm thôi ạ. Đây, bơm thì nó có cái kẹp là kẹp tròn, các bác dùng để bơm xe máy này. Các bác muốn bơm xe đạp mà thì các bác mua thêm cái kẹp chữ A nắp vào là bơm được ạ. Cái bơm này em đã test thử rồi, hơi ra rất là mạnh như vậy. Bơm nhẹ hều ạ. Bơm rất là nhẹ luôn mà hơi ra rất là mạnh luôn ạ. Đó, mã số bơm này thì nó là mã H48, có giá là 320.000. Mã số tiếp theo là 249. Nó là một cái cây kéo cắt cành trên cao. Cây này sẽ có chiều dài là 60cm. Cán gỗ còn chắc chắn. Trên cán còn nguyên tem mác, có hãng là hãng Golden Star. Golden Star. Lưỡi cắt đây. Còn sắc bén, không bị nhăm mẻ gì hết. Còn nguyên zin, gần như chưa bị mài mòn. Bề mặt lưỡi không rỉ sét gì ạ. Không rỉ sét gì. Cây kéo này mã H49 có giá 290.000 ạ. Và số tiếp theo H50 ạ. Là một cái cây kéo cắt cành trên cao hãng Con Cua. Cây này nó dài là 80cm, dài 80cm. Cán bằng cán, tay cầm là bằng gỗ còn đẹp nguyên, không bị mục nát hư hỏng gì hết ạ. Còn về phần cán là bằng ống nhôm và mạ một lớp mạ màu xám, cũng có một số vết chảy xước nhỏ trên cái phần cán nhôm một chút ạ. Còn về phần đây trên thân thì có logo Con Cua Made in Japan. Về phần lưỡi, lưỡi cắt cũng chưa bị mài mòn. Nó chỉ bị bong chóc một chút lớp xi thôi, do người ta đã sử dụng qua rồi ạ. Ốc chốt có logo Con Cua này. Đó. Cây kéo này mã H50 có giá là 500. Mã số tiếp theo H51 ạ. H51 nó là một cái cây mỏ lết răng của Đức ạ. Cây này size lớn, dài 58cm. Dài 58cm, sử dụng thép đen. Nó của hãng là hãng Elora. Elora. Hãng Elora của Đức ạ. Đó, Elora nha bác. Đây, ở thép sử dụng là thép Drop Forget, thép siêu cứng, siêu cứng. Đây, ở dưới, ở phần đuôi của cây mỏ lết thì người ta có dập chữ là Made in Germany, hàng của Đức ạ. Cái phần răng của cây mỏ lết này thì còn sắc bén, không bị chảy trượt hoặc sứt mẻ gì hết ạ. Cái này lớp xi thì nó không còn lại lớp xi nên nó có bám rỉ một chút trên bề mặt thôi ạ. Đó, còn răng lợi thì còn đẹp nguyên. H51 600.000. Mã số tiếp theo H52. Nó là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cây này dài được là 60cm. Và tay cầm thì có bọc lớp nhựa cứng bên ngoài, còn đẹp nguyên, không bị chảy xước hoặc là rách nứt ạ. Không bị chảy xước rách nứt gì. Còn cán thì cũng có bị bong tróc một chút lớp xi mạ. Về phần lưỡi cũng rất là đẹp luôn ạ. Bề mặt lưỡi không rỉ sét gì ạ. Lưỡi cắt còn sắc bén, không nhăm mẻ gì. Cái này thì nó sẽ cắt được cáp là 10 ly ạ. Cáp cáp 10 ly của hãng MCC. Mã H52 có giá là 550.000. Cái mã số tiếp theo là H53. H53 nó là một cái cây cua chim của Anh ạ. Cái này thì nó sẽ dài được là 57cm. Ở phần đuôi của cây cốt chim thì có một cái mũi nhọn để các bác dùng để đóng hoặc là phá băng, cốt chim phá băng. Phần cán thì có bọc, tay cầm có bọc cao su, còn lành nặng ạ. Cán làm bằng ống nhôm, cầm rất là nhẹ. Còn lưỡi làm bằng thép trắng. Làm bằng thép trắng ạ. Cái này trên lưỡi thì có dập hãng này. Hãng Genesi Scotland, Scotland của Anh ạ, của Anh. Lưỡi cũng còn đẹp nguyên, không nhăm mẻ gì hết. Cây quốc sim của Anh này H53 có giá là 800.000. Mã số tiếp theo H54 là một cái cây, một cái lưỡi cuốc hãng Con Voi ạ. Lưỡi cuốc chiều dài là được 18.5. Bề ngang lưỡi rộng là được 10.7cm. Và độ dày lưỡi nó dày tầm 4 ly nha bác. Khá là dày. Lưỡi này người ta đã sử dụng rồi nên nó có hơi bị bám rỉ trên bề mặt, lớp xi không còn. Có logo Con Voi dập chìm trên lưỡi. Đó. H54 cây này 170.000. Thép rất là cứng nha bác. Người ta xài rất là cũ rồi nhưng mà thép vẫn rất là bền, không cong vênh gì hết. Lưỡi cũng không sứt mẻ gì luôn ạ. H54 170. H55 nó là một cái cây cuốc mũi nhọn, cuốc làm vườn ạ, size nhỏ. Chiều dài cán là dài được 39cm, cán gỗ còn chắc chắn. Về phần lưỡi thì lưỡi sẽ dài là 14cm,
Bề ngang lưỡi rộng là 7.5 ạ, 7.5. Lưỡi lưỡi có rãnh hình chữ V nha bác, có rãnh hình chữ V, mũi nhọn, các bác có thể dùng để cuốc cuốc hố này, đào hố, hoặc là các bác cào rãnh để tỉa rau, tỉa hoa. Trên lưỡi có dập chìm chữ nhật ạ. Mã số H55, cây này 120 ạ. Mã số tiếp theo 256. Nó là một cái bộ cảo dùng để cảo xiết đồ ở những cái xe ba gác hoặc là xe tải chuyên chằng chở đồ ạ. Cái cảo này thì cảo thì cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Cái sợi dây cảo cũng còn đẹp, làm bằng vải dù, có móc treo này, móc treo. Và về sợi dây để cảo chằng đồ thì nó sẽ dài là được 5 mét ạ, dài 5 mét nha bác, làm bằng vải dù 5 mét. Đường kính bề ngang sợi dây là được 5 cm, và trên bề mặt cái sợi dây cảo này thì người ta có máy thêm mấy cái đường chỉ để ràng cho nó chắc chắn cái sợi dây ạ. Bác nào mà hay đi ô tô, xe ba gác hoặc xe chở hàng hay rất là hay sử dụng đến cái bộ cảo này đấy ạ. Hay sử dụng bộ cảo này. Ở bên hông này có dập chữ chữ tiếng Anh ạ. Mã H56 có giá 190. Mã số tiếp theo H57 ạ. H57 nó là một cái cặp mông lốp của hãng, có logo là hình chiếc mỏ leo, size lớn á. Chiếc mông lốp này dài là được 43 cm, và có một đầu móc là đầu cong, móc cong này, và có một đầu dẹp nữa, một đầu dẹp hai đầu đó. Lớp xi thì có bị trầy xước một chút thôi ạ, đây trầy xước một chút. Thép sử dụng là thép Dlot Forged siêu cứng alloy steel. Mã số H57, cặp mong nôm này 280 á. H58 là một cây thước thủy bằng nhôm. Cây thước thủy này thì nó dài là dài 40 cm, 40 cm. Nó của hãng là Takara Soji, tem mác còn nguyên ạ. Cái này nó có hơi chảy xước một chút này, một hai vết xước nhỏ trên bề mặt ạ. Và nó sẽ gồm có 6 cái, 7 cái đồng hồ cân nước nha bác, gồm 6 cái dọc và một cái ngang, 6 cái dọc một cái ngang. Đây đồng hồ cân nước rất là nhiều. Cái này thì các bác cân nó rất là chuẩn luôn, tại vì nó nhiều đồng hồ cân nước, nhiều đồng hồ cân nó rất là, cân nó chuẩn. Mã H58 là 150.000. Mã số tiếp theo H59. Nó là một cái cây búa đóng đinh cán lùn. Cây búa này thì cán nó dài được 18 cm. Phần tay cầm có bọc cao su bên ngoài ạ, cao su bên ngoài. Đầu búa là đầu oval ạ, đầu tròn, đầu oval. Đầu búa còn nguyên lớp xi mạ, đầu đóng là đầu oval. Cây búa này thì sẽ có trọng lượng là được 400 g, 400 g. H59 150.000. H60 một cây búa đóng đinh có khắc thủ công hình rồng trên đầu búa. Đây. Đầu đóng đinh cũng là đầu oval, còn láng mịn ạ, đẹp. Cán còn chắc chắn. Trên đầu búa có khắc thủ công hình một con rồng, hình một con rồng. Cái búa này có trọng lượng là được 550 g, 550 g. H60 250.000. H61 ạ. Nó một cây búa đóng đinh có khắc hình rồng hổ ạ. Cái búa này đầu đóng là hình hình vuông nha bác, đầu đóng hình vuông. Trên đầu búa thì có chữ nhật dập chìm, và trên đầu búa thì một mặt thì có khắc thủ công hình một con rồng, mặt còn lại thì có khắc thủ công hình một con hổ ạ. Cán còn chắc chắn. Cái búa rồng hổ này thì có trọng lượng là 450 g, 450 g. H61 300 ạ. H62 một cây búa nhổ đinh của hãng Rico ạ. Cây búa nhổ đinh của hãng Rico, tay cầm thì được bọc cao su màu xám, cao su màu xám, còn lành nặng không chảy xước gì hết ạ. Trên cán, cán là bằng sợi thủy tinh, còn nguyên tem mác của hãng Rico, có đầu nhổ đinh chữ V đây, không sứt mẻ gì hết ạ. Đầu đóng đinh là đầu tròn, có răng vân chống trơn trượt, vân caro ạ. Cây búa nhổ đinh này thì sẽ có trọng lượng là được 700 g, 700 g ạ. Mã số H62 là 250.000. Đến mã số tiếp theo H63. Mã số tiếp theo H63
là một cái cặp cảo chữ C của hãng Top ạ. Cặp cảo này thì nó là size 75 cm, à 75 7.5 cm, 75 mm ạ. Cảo còn rất là đẹp, gần như mới nha các bác. Lớp RAM còn nguyên được không? Lớp RAM còn nguyên. Bề mặt không reset gì hết. Đây cái miệng kẹp của nó có vân caro để chống trơn trượt ạ. Nó cũng không bị sứt mẻ gì hết ạ. Đó. Cái ren ốc này thì vẫn còn trơn tru ạ, và ren nó không bị trờn ren. Mà cái cặp cảo này của hãng Top còn rất là mới và đẹp. Mã số H63 có giá là 300 ngàn một cặp. H64 nó là một cây mỏ led thép trắng của hãng SK11. Cây này size nhỏ, size 15 cm, 15 cm. Cây này còn gần như mới, chưa qua sử dụng, có dấu nội địa Nhật. Và cái miệng kẹp đây còn rất là khít, không bị trầy xước hoặc sứt mẻ gì hết ạ. Cây H64 này có giá là 100 ngàn. Mã số tiếp H65 là một cây mỏ lết thép đen của Mỹ ạ. Cái này thì size 8 inch, dài 20 cm ạ, 20 cm. Một bên thì có dập chữ là James Winton, James Winton. Bên còn lại thì dập chữ là Made in USA, thép đen. Bề mặt không reset gì hết. Cái này thì người ta đã sử dụng qua nhưng mà cái hàm miệng của nó cũng còn đẹp. Nó chỉ một hai vết xước nhỏ thôi các bác. Nó không bị trầy hoặc là xước bể, xước mẻ gì miệng kẹp ạ. Khi các bác siết ốc thì miệng kẹp rất là khít. Mã H65 có giá 108 ạ. H66 là một cái cây kìm kẹp tôn ạ. Cái này thì các bác có thể dùng để kẹp tôn, cắt tôn hoặc là dùng kẹp đồ hàn nhé các bác, kẹp hàn. Dài là được 26.5 cm, làm bằng thép đen, thép thủ công, còn khá là mới. Và bề ngang miệng sẽ rộng, là miệng kẹp sẽ rộng là được 5.7 cm. Cái này còn mới chưa xài luôn ạ. Còn mới chưa xài. Các bác có thể mua về để dùng kẹp miếng tôn khi mình cắt, hoặc là kẹp đồ vật dụng để hàn xì. Mã H66 107 ạ. Mã số tiếp theo H67, nó là một cái cây kéo của hãng SK11. Cây này thì dài là được 25 cm. Cái này các bác có thể mua về để cắt tỉa bonsai, cắt cành cũng được ạ. Lưỡi dày tầm 3 ly mà làm bằng thép trắng, hãng SK11. Một bên thì có răng chống trơn trượt. Một bên lưỡi có răng chống trơn trượt, lưỡi chéo, lưỡi chéo. Lưỡi cắt còn sắc bén. Cán là bằng nhựa cứng á, cán bằng nhựa cứng, có chốt cài và có lò xo. Cái này H67 107. H68 là một cái cây kéo cắt tôn của Mỹ á. Cây này dài là 25 cm của hãng Wit á. Hãng Wit là hãng của Mỹ. Đây trên con ốc có chữ USA này, của hãng Wit. Cái này bề mặt thì cũng không bị reset gì hết. Lưỡi cắt cũng không nhăm mẻ gì ạ. Dài 25 cm. Có chốt cài ở giữa kéo đây ạ. Có chốt cài giữa kéo. Có lò xo tự động đẩy nơi kéo ra. Cái phần cán tay cầm thì có bọc cao su, nhưng mà nó sẽ có một số vết xước nhỏ. Có một số vết xước nhỏ trên phần da cao su tay cầm ạ. Mã H68 cái này 250 ngàn ạ. Mã số tiếp theo H69. Nó là một cái cây cào, cào rễ. Cây này nó dài là được 45 cm. Cán bằng nhôm và tay cầm có bọc cao su còn đẹp. Trên cán có tem mác. Đây, răng gồm 10 răng cào ạ. Các bác có thể dùng để cào cỏ hoặc cào rễ cây ạ, cào rễ cây. Mã số H69 cây này 90 ngàn, cây này 90 ngàn. H67, một cây đục bê tông của hãng Mokuba. Cây đục bê tông này dài 22 cm. Bề ngang lưỡi rộng là 4 cm ạ, còn nguyên lớp xi mạ. Trên cán có logo hãng Mokuba và tay cầm có bọc lớp cao su màu đỏ. Trên phần da cao su tay cầm thì cũng có logo hãng Mokuba và có chữ Made in Japan ạ, logo nổi ạ. Cái này mã H70 có giá 150 ngàn. H70. H71 nó là một cái cưa gấp của hãng Tajima. Cái này cán thì làm bằng thép và có tay cầm có bọc nhựa cứng bên ngoài còn đẹp, có logo hãng Tajima dập trên cán á. Tổng chiều dài là dài được khoảng 35 cm. Về phần lưỡi bén sẽ dài 15 cm nha các bác. Lưỡi thì bề mặt lưỡi bị bong trong lớp xi nên nó có bị ố đen ạ. Nhưng mà lưỡi còn rất là sắc nha các bác, lưỡi còn sắc bén này. Răng thì nó không sứt mẻ răng nào hết ạ.
lưỡi còn sắc bén, răng không sơn mẻ. Lưỡi nó bị bong trong lớp xi nên nó có bị ố. Cây kéo này mã số H71 thì có giá là 120. H72 là một cây liếc dao, liếc dẹp ạ. Chiều dài cây liếc là dài được khoảng 26.5 cm, cán bằng nhựa. Còn về lưỡi liếc thì nó sẽ dài là 15.5 cm. Nó sẽ có một mặt phẳng và một mặt hình tam giác nha các bác. Liếc là liếc mịn các bác, liếc mịn đây. Cái liếc, cái nhám liếc ở trên bề mặt rất là mịn luôn. Còn nguyên nhám đấy. Cái này em liếc thử rồi nó rất là bén, ăn thép ạ. H72 120. H73 nó là một cái cây rìu mặt trăng thép giấy xanh ạ. Cây này thì tổng chiều dài cả cán sẽ được 33 cm. Cán thì còn chắc chắn, khá là đẹp. Còn về phần lưỡi thì lưỡi dài là 15. Bề ngang rộng là được 9.5 cm. Lưỡi 3 lớp lõi thép giấy xanh của làng nghề Tosa sản xuất. Bề mặt thì còn sáng bóng, không có rỉ sét gì hết ạ. Không có reset. Một bên thì có logo chữ S, có số 39 ạ. Ở cái phần mem lưỡi thì do người ta rèn nó bị lỗi một vết nha các bác. Rèn lỗi một vết. Nên nhìn nó giống như là một vết lứt. Vết lứt trên cán, nhưng mà cái này là ghép thép lúc người ta rèn thủ công nó bị lỗi một chút ạ. Cây này mã số H73 1.8 triệu á. H74 là một cây lưỡi rìu chữ L. Lưỡi dài là được 12. Bề ngang lưỡi rộng 10. Bề ngang lưỡi rộng là 10.5 cm. Trên bề mặt lưỡi có dập chìm chữ nhật, khá là đẹp. Bề mặt thì còn sáng bóng, không tỉ xét gì hết. Lưỡi 3 lớp ạ. H74 cây này 280 ạ. H75 đó là một cái lưỡi rìu của Mỹ ạ. Lưỡi rìu bổ củi của Mỹ. Lưỡi này dài là được 19 cm. Bề ngang lưỡi rộng là 11.8 cm, sấp xỉ 12 cm. Bề mặt lưỡi thì còn láng mịn, cũng không rỉ sét gì hết. Lỗ trên cán là hình oval. Trên đầu rìu thì một bên sẽ dập chữ là dập chìm chữ USA4, còn đầu còn lại thì người ta dập chữ là main New Winton ạ. New Winton PA. Chiếc đầu rìu này nó sẽ có trọng lượng là được 1,7 kg. Mã H75 1.350.000. Mã số tiếp theo H76. Nó là một con dao chặt 3 lớp thép ạ. Con dao này lưỡi dài 20. Bản rộng là được 4.5. Và độ dày lưỡi dao thì nó dày 6,5 ly. Hạn lưỡi mài hai mặt 3 lớp nha các bác. 3 lớp đây, có vân thép ghép hình lượn sóng ạ. 3 lớp hai mặt ạ. Có thép ghép hình lượn sóng và có chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao. Cây dao này các bác có thể dùng để đi rừng, để chặt cây rừng, hoặc là các bác có thể sử dụng trong bếp chặt xương được. Dày 6.5 ly, cán gỗ còn chắc chắn. H76 cây này có giá là 800.000. H77 nó là một cái cây dao chặt bản vuông. Lưỡi dài khoảng 24 cm, sấp xỉ 24 cm. Bản rộng là 6.6 cm. Và độ dày lưỡi thì dày 3,2 ly. Cái này mỏng hơn một chút, các bác có thể dùng để thái băm hoặc là chặt gà chặt vịt ạ. Đó, cũng 3 lớp ấy. Có vân thép 3 lớp trên bề mặt lưỡi ạ. Đây 3 lớp thép, có vân thép ghép 3 lớp, có chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi, cũng khá là đẹp. Cán này, cán gỗ ạ. Cây dao H77, cây này 900, dao chặt bản vuông. H78. Đến mã số tiếp theo H78 ạ. H78 cũng một cây dao chặt của hãng Goodman. Cây dao này tổng chiều dài là được 32 cm. Về phần cán dao thì lưỡi dài 15. Bản rộng là 3,7 cm. Và độ dày lưỡi thì nó dày 4.5. Cây dao này thì bản vuông, các bác cũng có thể dùng để chặt xương được. Bề mặt thì nó có một số vết rỉ ni ti trên bề mặt ạ. Có logo hãng Goodman đây. Thép sử dụng là thép carbon SK5 không rỉ. Cán bằng cán nhựa cứng á. HA78 cây này có giá là 300. Mã số tiếp theo H70
đến mà số tiếp theo H80. Nó là một cây dao xẻ thịt cá ngừ của Nhật. Cây dao này lưỡi bén dài 26.5 cm, bản rộng 4.7 cm, và độ dày lưỡi thì nó dày 5.5 ly. Cái này dày đều, ở về phần mũi dao mỏng hơn một chút ạ. Đó. Bề mặt lưỡi còn sáng bóng đẹp, lưỡi mài vát một mặt và hai lớp thép, đây có vân thép hai lớp. Ở bên mặt trái của lưỡi dao thì có một cái chữ Nhật dập chìm. Bên mặt phải thì bên mặt bên phải có chữ khắc thủ công. Cán gỗ khâu đồng ạ, khâu đồng. Trên cán cũng có cái logo chữ dập chìm đấy ạ. Mã H80 cây này là 1.200.000, 1.200.000 ạ. Cây dao mổ cá ngừ. Cái này bên Nhật thì nếu mà giá mới, dao mới thì cực kỳ mắc luôn ạ. Cái mã số tiếp theo H81 ạ. Một cây dao bả đề 3 size lớn ạ. Cây dao này lưỡi dài tới 25 cm, bản rộng là 5.7 cm, và độ dày của nó là nó dày được 5 ly ạ. Dày 5 ly các bác, dày 5 ly luôn. Cái này bề mặt lưỡi còn sáng bóng, không rỉ sét gì hết. Có chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao và vân thép ghép hai lớp đấy, hai lớp thép ghép. Và cái này thì sử dụng thép xanh nha bác, thép xanh, có chữ thép xanh ở trên bề mặt lưỡi. Đó, cán gỗ khâu đồng. Cái này lưỡi dài 25 size lớn. Cái này các bác có thể dùng về thái, băm chặt hoặc là lọc đều được ạ. H81 cây này 1.200.000, 1.200.000. Cái mã số tiếp theo H82, nó là một cây dao đề 3 của hãng Masamoto. Cây dao này lưỡi dài 18, bản rộng là 5.4 cm, 5.4 cm ạ. Và độ dày lưỡi thì nó dày tới 1 cm luôn các bác. Cây này cực kỳ dày ạ, dày tới 1 cm. Cây này thì bề mặt lưỡi không rỉ sét gì hết, còn rất là đẹp, của hãng Masamoto ạ. Có chữ dập khắc chìm trên bề mặt lưỡi ạ, của hãng Masamoto, hai lớp thép. Cán gỗ khâu sừng, cái khâu sừng của cây này thì nó hơi bị sứt một chút nha bác, bị hơi bị sứt sứt một chút. Cán thì còn đẹp, khâu sừng size 18. Mã H82 900.000, H82 900. Mã số tiếp theo H83. Nó là một cái cây viên đá của hãng Kai. Lưỡi dài là cây viên đá này là dài là được 20.5. Bề ngang là 5 cm và độ dày được 2 cm, 2 cm. Viên đá hàng Kai, đá bãi ấy. Trên bề mặt có logo của hàng Kai, độ mịn là 6000 grit, made in Japan. Viên đá này H83 200. H84 á, nó là một cái cặp dao bếp 3 lớp của Nhật. Nó sẽ gồm 2 cây. Cây số 1 là cây Lakiri, lưỡi dài 16, bản rộng là 4.8 và độ dày 1.5 ly. Cây dao này thì có chữ khắc thủ công 3 lớp. Rồi cây số 2 thì lưỡi sẽ dài là được lưỡi cũng dài là 15.5, bản rộng là 4 cm và độ dày 1.7, 3 lớp ạ. Cũng có chữ Nhật dập chìm trên lưỡi hai mặt, chữ hai mặt ạ. Cán còn đẹp. Cặp dao này H84 có giá là 300 ạ, 300. H85 cũng một cặp dao thái của Nhật 3 lớp ạ. Cây số 1 là cây Lakiri, lưỡi dài 16.5, bản rộng là 4.6 cm và độ dày 1.5 ly. Cây này cũng có chữ Nhật dập chìm trên lưỡi. Rồi cây số 2 là cây dao thái nhọn, lưỡi dài 16.5, bản rộng 4.2 và độ dày cũng 1.5 ly. Cây này trên lưỡi cũng có chữ Nhật dập chìm rất là đẹp. Cán gỗ chốt đồng. Cặp dao này mã số H85 300, H85 300, 300.000. Mã số tiếp theo H86 á, là một cái cây dao thái 3 lớp thép thủ công, lưỡi dài 14, bản rộng 4 cm và độ dày lưỡi thì cái phần sát cán nó sẽ dày được là 4.5 ly, nó mỏng dần mũi dao. Cây dao này gần như là dáng đề 3 luôn ạ. Các bác có thể dùng thái hoặc là pha lê phi lê lọc. Đấy, có chữ Nhật dập chìm trên lưỡi này, 3 lớp ạ, thép thủ công. Mã H86 107. Mã số tiếp theo H87.
Nó là một cái cây dao lakiri thép thủ công 3 lớp, lưỡi dài 14.5, bản rộng 5 cm và độ dày lưỡi thì nó dày 4 ly, mỏng dần ở mũi dao. Cây này thủ công 3 lớp, bề mặt còn đẹp, có chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi. Cán gỗ H87, cây này 108. Hôm nay em có lên được 87 mã hàng trên video giới thiệu với mọi người. Các bác theo dõi video thấy món đồ nào mà nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình, giá cả thấy hợp lý thì ủng hộ giúp em ạ. Số điện thoại liên hệ em có ghi ở phần mô tả video. Em xin chân thành cảm ơn các bác quan tâm theo dõi ạ. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.